kính chào quý vị khán giả của Điểm báo Online. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2017 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 14 tháng 8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc, ngày 15 tháng 8 năm 1945, ngày 15 tháng 8 năm 2017, Việt Nam mới đưa tin. Tiêu chuẩn cán bộ cấp cao, tuyệt đối không tham vọng quyền lực. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định số 89 QĐ-TVK về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Quy định số 90 QĐ-TVK về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tại quy định số 90 QĐ-TVK, Bộ Chính trị nêu rõ tiêu chuẩn chung cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thông tin chi tiết được đăng tải trên Dân trí. Nhiều sai phạm về bổ nhiệm cán bộ chưa được xử lý. Quốc hội sẽ giám sát tối cao về cải cách bộ máy hành chính nhà nước, trong đó vấn đề cán bộ được coi là trọng tâm. Ban Tổ chức Trung ương đang xây dựng đề án về phân cấp quản lý cán bộ, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, thành viên tham gia đoàn giám sát bộ máy hành chính tại các địa phương, trao đổi xoay quanh vấn đề này. Tiền Phong thông tin chi tiết về cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân về vấn đề nêu trên. Hà Nội huy động bộ đội phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng. Ngày 14 tháng 8, Hà Nội huy động 40 máy phun đeo vai, một máy phun mù nóng phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Từ rạng sáng, một máy phun công suất lớn đặt trên ô tô đã phun thuốc diệt muỗi tại các trục đường chính, chợ, ngõ, trường học của phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong ngày 14 tháng 8, khoảng 4.100 hộ dân được phun hóa chất diệt muỗi. Một máy phun mù nóng cũng được huy động xịt thuốc tại các bãi đất, khu vực nghĩa trang. Lực lượng dân phòng, bộ đội được huy động cho đợt phun hóa chất này, VN Express đưa tin. Đường dây rút ruột Vinasin hàng trăm tỷ đồng chuẩn bị hầu tòa. Dự kiến vào ngày 17 tháng 8 tới đây, tòa án cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bố con Giang Kim Đạt cùng các bị cáo trong vụ án tham mô tài sản hàng trăm tỷ đồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Viễn Dương Vinasin. Trước đó vào ngày 22 tháng 2 năm 2017, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Giang Kim Đạt, sinh năm 1977, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Viễn Dương Vinasin tử hình về tội tham mô tài sản, cùng tội danh Trần Văn Liêm, sinh năm 1955, nguyên tổng giám đốc Vinasin cũng lĩnh mức án cao nhất, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin. Chưa thấy doanh nghiệp nào phá sản vì làm phân bón giả. Việt Nam hiện có đến 60 triệu dân đang sống bằng nông nghiệp. Vấn nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng đang ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của người dân. Một điều rất dễ nhận thấy đó là phân bón giả làm mùa màng thất bát, giảm chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, khi chất lượng nông sản kém đi vừa khiến cho bản thân người tiêu dùng Việt Nam bị thiệt hại, sản phẩm nông sản xuất khẩu cũng không thể cạnh tranh được với các nước trên thế giới. Theo ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chống hàng giả Việt Nam, thực tế của vấn nạn phân bón giả thời gian qua đã và đang gây ra những ảnh hưởng, những hệ lụy vô cùng khủng khiếp. Chi tiết cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chống hàng giả Việt Nam được đăng tải trên VOV. Nhân viên trạm thu phí Cai Lậy rời cabin khi tài xế mua vé bằng tiền lẻ. Các tài xế khi đến trạm vẫn đưa tiền từng tờ một cho nhân viên kiểm đếm nhằm kéo dài thời gian. Thậm chí có nhiều tài xế tranh luận với nhân viên thu phí và không đồng ý trả tiền để qua trạm. Khoảng ít phút sau, xe cộ bắt đầu ùn ứ nghiêm trọng phía một chiều từ trung tâm Cai Lậy về trạm thu phí. Đến 16:20, trạm thu phí bắt đầu xả ở phía một chiều từ trung tâm Cai Lậy hướng về Mỹ Thuận. Trong khi đó ở hướng ngược lại vẫn hoạt động thu phí bình thường. Tuy nhiên, nhiều tài xế đi hướng từ Mỹ Thuận về thành phố Hồ Chí Minh lại phản đối và cho rằng cần phải xả hết tất cả các trạm, mặc dù không xảy ra tình trạng tắc nghẽn phương tiện. Gần 17 giờ cùng ngày, tất cả các nhân viên thu phí bắt đầu rời khỏi trạm. Trạm thu phí xả cửa ở tất cả các làn xe, Thanh Niên đưa tin. Việt Nam tự chủ sản xuất cả đạn và súng Gali ACE. Nội dung này được nói đến trong phóng sự trên kênh Quốc phòng Việt Nam về chuyến thăm nhà máy Z111 của Trung tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo nội dung được công bố, Z111 hiện là nơi sản xuất các dòng súng bộ thế hệ mới, trong đó có súng trường Gali ACE được dùng để thay thế khẩu AK huyền thoại do Liên Xô sản xuất.
với dây chuyền sản xuất hiện đại, hệ thống cơ khí chính xác, công nghệ cao, được đầu tư nâng cấp. Hiện nay, nhà máy Z111 đã sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng đạt chất lượng tốt, cho ra đời một số loại súng máy, súng bộ binh có độ phức tạp cao, Đất Việt đưa tin. Đông Nhi đại diện Việt Nam tham dự Asia Song Festival 2017. Sau Nô Phước Thịnh, Đông Nhi là đại diện tiếp theo của Việt Nam tham dự Asia Song Festival. Năm nay, Taeyeon, EXO, Mamamoo cũng biểu diễn trong chương trình. Ngày 14 tháng 8, trang thông tin chính thức của Asia Song Festival, Liên hoan ca khúc châu Á đã giới thiệu danh sách những nghệ sĩ tham gia. Trong đó, Đông Nhi sẽ đại diện cho Việt Nam góp mặt trong lễ hội âm nhạc năm nay. Đây là lần đầu tiên giọng ca Bad Boys tham gia Asia Song Festival, thông tin trên zing.vn. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Trung Quốc ngừng nhập khẩu khoáng sản, hải sản từ Triều Tiên. Trung Quốc vào ngày 14 tháng 8 tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu than, quặng sắt và hải sản từ Triều Tiên nhằm thực hiện nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng, Dân Trí đưa tin. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong phần điểm báo online ngày 15 tháng 8 năm 2017. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.